Puka, Kim Tuấn Kiệt đính hôn. Diễn viên Puka được Kim, bạn trai kém 5 tuổi, cầu hôn, tổ chức đám cưới vào cuối năm. Đại diện truyền thông của diễn viên Puka cho biết đôi nghệ sĩ quen nhau 4 năm qua, đính hôn vài ngày trước. Hiện cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới, dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm. Tối ngày 6 tháng 9, Kim Tuấn Kiệt lần đầu đăng ảnh tình cảm với Puka trên trang cá nhân, dịp đón tuổi 29. Món quà sinh nhật lớn nhất của tôi. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cả hai, anh viết. Puka, Kim Tuấn Kiệt từng góp mặt chung trong nhiều show truyền hình, làm dấy lên tin đồn hẹn hò song cả hai không xác nhận. Puka cho biết từng công khai một mối quan hệ tình cảm nhưng bị một số người cho rằng dùng chuyện yêu đương để đánh bóng tên tuổi nên quyết định giữ kín. Ở tuổi 34, diễn viên nói sẵn sàng lập gia đình khi đủ chín chắn. Giờ tôi thấy bản thân không còn trẻ nên luôn mở rộng cửa để tiến tới hôn nhân. Dù vậy, tôi vẫn mong phát triển sự nghiệp, gặt hái thêm nhiều thành công, cô nói. Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, quê ở Cần Thơ. Diễn viên được biết đến khi tham gia một số vở kịch hài của sân khấu Thế Giới Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, đóng phim điện ảnh Chạy Đi Rồi Tính 2016, Yêu Đi, Đừng Sợ 2017, Mùa Viết Tình Ca 2018. Năm 2020, cô gây chú ý trên màn ảnh nhỏ với phần Hai Gạo Nếp Gạo Tẻ. Năm 2022, cô góp mặt trong Kẻ Độc Hành, dự án do Huỳnh Lập sản xuất, lọt vào top 10 phim hot hàng tuần trên Netflix Việt Nam. Kim Tuấn Kiệt sinh năm 1994, quê ở Huế. Anh tham gia ca hát, diễn xuất khi còn là sinh viên tại khoa âm nhạc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, chương trình Sinh Mi Song đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả. Vai Đức Mẫn trong sitcom Gia Đình là số 1 giúp anh nổi tiếng hơn. Năm 2022, Kim Tuấn Kiệt đoạt danh hiệu nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải Ngôi Sao Xanh với phim Xui Gia Hay Xui Gia. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.